Thế đến gần đây thì sức khỏe đau vai gáy cổ quá, thì đi mua đá về trường. Tôi đã trường 1 tháng, tôi thấy là hiệu quả của nó. Hoặc là cái trường đá gì chẳng hạn là chỉ cho mọi người biết đã. Tôi ở Gia Lâm, tôi được biết đến phương pháp tập chỉ yên tâm của thầy Châu là từ trước Tết, nhưng mà do không sắp xếp được thời gian, tôi rất muốn đi học nhưng không sắp xếp được thời gian. Thế đến gần đây thì sức khỏe đau vai gáy cổ quá, tôi đi mua đá về trường. Tôi đã trường 1 tháng, tôi thấy là hiệu quả của nó là thứ nhất là ăn tốt, ăn ngon, tiêu hóa không được chất rất nhiều. Trước kia là tôi rất hay bị đi ngoài. Vâng. Thế thứ hai nữa là cái quần thâm ở mắt là giảm nhiều. Đấy, và điều này là đã được mọi người thừa nhận, chứ không phải là tự mình đánh giá. Thứ ba là giấc ngủ cũng chỉ đến tốt hơn. Trước kia là tôi rất hay ngủ mơ. Ngủ mơ là những giấc mơ là kinh khủng, và nhiều khi là khóc hoặc là hét hoặc là hú, mà người ngủ cạnh là rất là sợ. Từ tầng 1 qua tới tầng 3, từ tầng 3 đến bây giờ thì cái giấc ngủ nó thỉnh thoảng cũng vẫn bị mất ngủ, nhưng mà nó lên như máy lên, nó không bị mơ được giấc ngủ tiếp như trước. Thế là cái trường đáng rất là hiệu quả lắm. Và học qua một lớp thậm chí đến lớp căn bản thì tôi thấy nó rất là bổ ích. Ngày hướng dẫn chị cách chữa cái cổ của chị tự chưa làm, chị tự làm đấy, mà chị cái đằng sau những cách làm của và chị về thì thực hiện, nhưng mà và duy trì và vận động gia đình mình tham gia cái trường đá để cải thiện về cái ăn và cái ngủ. Anh cũng là một người tham gia cái chương trình này, anh cho biết có gì nói vậy. Tôi thì cũng mới tham gia chương trình này được hơn 1 tuần. Vâng. Và cái trường đá thì cũng được 4-5 ngày. Vâng. Nhưng mà sự tôi thấy là cái đấy nó có cải thiện. Thứ nhất là cái giấc ngủ dễ ngủ, dễ ngủ hơn, thức dậy là ngủ sâu hơn, ngủ sâu hơn, mình dậy muộn hơn. Dạ. Đấy là cái giấc ngủ của anh nó sâu hơn và ngon hơn. Rồi, ok. Em thì hình như là chưa trường đá đúng không? Nhưng mà em đã giúp cho chị em rồi đúng không? Thế bây giờ em cho biết là cái kết quả mà em giúp cho chị em như thế nào? Thì đi động kinh từ năm 2003. Đến hôm nay đã đi điều trị trong bệnh viện này nó rất là nhiều. Thì em xem trên mạng các thông tin thì em biết ở đây các trường đá của thầy đó, thì thứ bảy em đã lên đây, thì em lên đây mua ngày gửi về cho chị mấy bộ đá đây. Em xem cách hướng dẫn ở trên mạng là cũng đã trường và về nhà là chị cũng giảm thuốc đi, càng khi mà đã có rất là sâu ngủ sâu rồi dài hơn ngủ bình thường như trước, ngủ ít giờ ngủ có thể ngủ từ tối đến gần trưa. Mà nhà em ở đâu? Em ở Nam Định. Tức là khi em lên đây học thì em vẫn chưa giúp gì chị bằng cái phương pháp này tác động vào cho chị được đúng không? Nhưng mà em đã gửi đá về cho chị và chị trường, và em thấy rằng là cái kết quả nó đang mang lại là cái rất tốt cho cái chất ngủ của chị thôi. Và cái chất ngủ nó tốt hơn là vì thế sự kiện nó xảy ra như là các cơn động kinh em thấy nó có giảm gì không so với lại khi chưa trường đá? Cái cơn thì em thấy bệnh viện về và cũng giảm một ít. Rồi. Tốt. Bây giờ nó đấy là tác động sử dụng cặp đá là làm lưu thông mạch máu nội tạng. Bây giờ em về mà học cái này xong rồi em là lưu thông mạch máu ngoại vi nữa thì cái đó là sẽ tốt rồi nhá. Rồi, cảm ơn em. Và cảm ơn.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Trì Liên Tâm.